hôm nay con không có được ăn bánh cuốn nè, béo quá mẹ. Trong này chắc có nước cốt dừa ha. Ừ. Có lá dứa nữa. Lá dứa. Đúng rồi. Vừa béo mà vừa thơm. Hồi sáng con đi chợ mua được mớ tép bạc đất tươi ngon ghê mẹ. Trưa nay mình nấu món gì đây? Con nói trộn gỏi gì á. Nè. Đây nè, có cái bưởi ha. Vậy ăn xong con xuống bếp con làm nha. Người dân quê mình thì phân biệt rất rõ giữa con tép và con tôm. Con gì nhỏ thì gọi là con tép, con nào to thì gọi là tôm. Tép thì có nhiều loại, nào là tép chấu, tép bầu, tép bạc đất, tép bạc non, tép bạc chân trắng. Mỗi loại đều có cái ngon của riêng mình, nên tùy vào món mình muốn ăn là gì thì sử dụng tép nào cho phù hợp. Như với món bánh xèo thì nên dùng con tép bạc non, vì vỏ tép mềm nên mình ăn luôn cả vỏ. Còn muốn ăn tép luộc thì không loại nào qua được con tép bạc đất đâu ngang, bởi thịt chắc nụi kèm với vị ngọt rất đậm đà. Với món gỏi này thì không thể nào thiếu được đậu phộng đâu ngang, bởi cái vị béo béo của đậu phộng được ăn kèm với vị chua nhẹ của trái bưởi, thêm vị ngọt của thịt con tép bạc đất nữa thì sẽ rất ngon mà không hề ngán. Bưởi da xanh là loại bưởi hầu như ai cũng biết đến bởi cái vị ngọt đậm đà, cùng với những tép bưởi có màu sắc đỏ hồng trông rất bắt mắt. Bưởi da xanh là một giống bưởi được trồng đầu tiên tại xã Phước Mỹ Trung, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre. Và bây giờ, giống bưởi này theo chân con người đi sang các tỉnh thành khác, thậm chí là đi cả nước ngoài luôn. Với trái bưởi da xanh thì mình có thể làm được rất nhiều món ăn ngon từ từng bộ phận của trái bưởi. Đầu tiên, vỏ bưởi thì chiết xuất lấy tinh dầu hay làm trà bưởi nè. Còn cùi bưởi thì mình có thể nấu chè, làm mứt hay làm nem chua chay. Muối bưởi thì dùng làm món tráng miệng sau bữa ăn, làm nước ép, làm gỏi hay ủ cả rượu nữa. Thank you.
Các món ăn của người miền Tây thì rất mộc mạc, gần gũi với tự nhiên, vì hầu hết được chế biến từ những sản vật của quê hương theo cách đơn giản nhất. Nhưng nếu ai đã từng thưởng thức qua thì đảm bảo sẽ không thể nào quên được à ngang.